Như vậy thì bây giờ về tổng quát chúng ta sẽ thấy là nổi bật nhất chính là màu sắc. Màu sắc của chúng ta gồm có màu da cam, màu vàng cùng với một chút màu xanh da trời. Nên cái này làm cho chúng ta có thể liên tưởng tới ngay là phim Dragon Ball Z. Nhưng mà cụ thể thì mình cảm thấy rằng là cái ngọc rồng ở trên phim thì nhìn nó sẽ hơi hơi trong suốt. Tuy nhiên nếu mà làm một cái keycap mà nó trong suốt như vậy thì khá là đắt tiền, cho nên đó là với cái khả năng tài chính mà bây giờ hiện tại với giá thành của sản phẩm này á, thì mình nghĩ là như vậy là ổn rồi. Còn nếu như bạn nào thực sự là try hack hardcore á, thì các bạn hoàn toàn có thể mod thêm, chẳng hạn như là những cái bàn phím mà nó nhìn xuyên qua được, nhìn nó lấp lánh thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà về tổng thể cái này cực kỳ phù hợp với những bạn nào ưa thích là 7 viên ngọc rồng chẳng hạn. Bởi vì như các bạn thấy đó, ở đây chúng ta có những cái tô điểm thêm, chẳng hạn như là chữ Z thay vì là phím Windows, hay là ví dụ như là phím ESC sẽ là cái chữ ở trên áo của Google. Mình rất là thích cái chữ này luôn. Còn ở phím Enter đây là chữ gì thì mình thực sự cũng không có rõ lắm, nhưng mà hình như mình chưa gặp bao giờ. Ở dưới chữ Enter thì đó là một con giun, mà thực ra đúng ra nó phải là con rồng, và mình nhìn thì mình vẫn thấy nó giống con thạch sùng hơn. Còn ở phím Space thì mình thấy đây là một cái đại hội võ thuật, suýt là đọc nhầm, đại hội thể dục thể thao cày. Thì ở trong phim này những cái đại hội thể thao những cái đại hội võ thuật là những nơi mà chúng ta có thể xem cái nhân vật chúng ta chiến đấu rất là vui vào thời điểm đầu của bộ phim. Nhưng mà về sau thì chúng ta sẽ chiến đấu với những nhân vật là tai to mặt lớn hơn, như là Fie hay là với Mabu chẳng hạn. Ngoài ra tiếp theo sẽ là phần keycap. Về phần keycap, đánh giá của mình thực sự là sờ chưa thực sự là quá xuyến tay, bởi vì ở đây chất liệu nhìn nó sờ vô có vẻ là hơi thô. Tuy nhiên không sao, chúng ta biến size da cấp 4, cấp 5 gì đó thì sờ vào cái này nó cũng chả còn thô tí nào đâu, yên tâm thoải mái. Ngoài ra thì chẳng hạn như là vì keycap ở đây nó không phải là xuyên led, cho nên là các bạn sẽ thấy nó dày và cái độ chặt, độ cứng, độ chắc của nó rất là ổn luôn. Cùng với đó khi mà nó gắn vào phần switch cũng rất là chắc chắn, cho nên nó là các bạn rất khó để có thể tháo nó ra, phải sử dụng những cái đồ tháo thì mới dễ được. Và đây theo mình đó là một điểm rất là lợi thế, bởi vì nó giúp cho chúng ta giữ sự ổn định khi mà vận công, vận nội công hoặc là tung chưởng gì đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần gọi là switch. Switch ở đây chúng ta sẽ là switch echo. Nghe có vẻ không phải là dễ thấy giống như là Cherry đúng không? Đây là một switch khác, chúng ta có thể thấy tên của nó ở trên cái switch luôn. Thì cái switch này cá nhân mình đánh giá là với cái bàn phím Red switch này thì độ nảy của nó sẽ không bằng được so với trên Cherry. Tuy nhiên với mỗi người thì cái độ cảm nhận của họ với cả sở thích của mỗi người là sẽ khác nhau, cho nên mình cho rằng là đây không phải là một vấn đề quá lớn, bởi vì sẽ có nhiều bạn thích cái ngoại hình hơn hẳn cái việc là độ nảy cơ mà. Nhất là đã lựa chọn Red Squid rồi thì không ai thích là quá nảy đâu, bởi vì họ lựa chọn Red là để cho nó yên tĩnh hơn, và mình thấy con này khá yên tĩnh đấy. Tiếp theo sẽ là đến với thiết kế mặt sau. Thiết kế mặt sau thì chúng ta sẽ có cái phần chân để mà mở cho nó tăng thêm một cái đoạn gọi là chiều cao. Thì ở đây sẽ có hai nấc dành cho bạn nào mà muốn cao nhất có thể hoặc là mức độ cao trung bình thôi. Cùng với đó là thiết kế gồm có cái tem của nó Dragon Ball Z. Mình nghĩ đây là một điểm cộng khá lớn, bởi vì cái Dragon Ball Z này đẹp thật sự, với mình là như vậy. Cùng với đó là vị trí cắm cổng Type-C. Cái này vẫn sử dụng dây nha các bạn, sử dụng dây USB Type-C 2A và cắm vào máy tính. Và mình thấy rằng ở đây có một cái chốt để chúng ta có thể cắm vào chắc chắn hơn, và mình thực sự thích cái thiết kế này. Cùng với đó thì không còn gì đặc sắc nữa ngoài bốn cái kê chân ở bốn góc mà thôi. Pika Pika. Mà đã nhân tiện giới thiệu một số bàn phím của Akko rồi, hồi nãy cũng có cái sản phẩm này ở trên cái đoạn intro, thì mình cũng tiện thể mình review luôn. Đây là OceanStar 3087. Tất nhiên nó còn có một phiên bản nữa, đây là 3087SB thì phải. Thì bởi vì OceanStar có nghĩa là con sao biển, cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy màu chủ đạo của nó là màu xanh, gồm có xanh nhạt và xanh đậm. Mà đặc điểm hay ho nữa là nếu như mà chúng ta dựng nó lên, chúng ta sẽ không thấy được cái bàn phím có chữ viết như thế nào, mà nếu nhìn nghiêng thì chúng ta mới thấy đây là một cái thiết kế khá độc dị và lạ. Ngoài ra về chất liệu keycap thì mình sờ vào mình thấy thực sự là nó mịn hơn so với cái con Dragon Ball, chắc là dành cho những đối tượng là không thể nào biến hình thành Super Saiyan được. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì không phải ai cũng có thể dễ dàng biến thành Super Saiyan, chúng ta không phải người được chọn đúng không nào. Thì đây sẽ là một bàn phím phù hợp dành cho những bạn nào có một cái ngón tay mềm mại và uyển chuyển nhá. Cùng với đó thì chúng ta không có quá nhiều chi tiết gọi là đặc sắc giống như ở trên Dragon Ball. Ui, cái này nó đơn giản tới mức là tối đa luôn rồi. Thì bù lại với đó, chúng ta sẽ có cảm giác là sử dụng con này vào những ngày hè thì cho mình một cảm giác cực kỳ là mát mẻ. Chúng ta sẽ có những cái thiết kế tương đồng với mặt sau, cũng có những cái điểm nhấn tương tự là gồm có chân hai nấc, một cái tem lớn
và cái cổng USB Type-C có thể cắm vào cực kỳ là chắc chắn. Tuy nhiên đối với Switch thì chúng ta đã có một sự thay đổi nhẹ nhẹ, đó là sử dụng Cherry Switch, cho nên là độ nảy ở đây mình cũng cảm thấy là nó rất ổn hơn so với việc sử dụng Dragon Ball. Nhưng mà chẳng hạn như ở đây thấy cực kỳ rõ ràng, đó là về phần kích cỡ, như các bạn thấy ở đây là 81%, khá là nhỏ gọn và có thể đưa vào trong ba lô, đúng không nào? Ngoài ra cùng với cái hình dáng này, cùng một cái thiết kế này thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm là nó còn nhỏ hơn nữa, thì mình sẽ để ở ngay bên cạnh cho các bạn thử so sánh bằng mắt nhé. Đó rất là đơn giản luôn. Ngoài các sản phẩm của Ocean Star ra thì các bạn có thể ưng ý cái Dragon Ball hơn, thì hôm nay mình cũng thông báo luôn là chúng tớ sẽ chuẩn bị một chip giveaway cái bàn phím Dragon Ball Z này. Thì trong tương lai nếu như mà bọn mình ra thông báo thì chắc là sẽ thông báo ở trên fanpage. Các bạn hãy theo dõi thường xuyên để chúng ta có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất đó nha. Còn bây giờ thì đặt bàn phím xuống. Xin chào và hẹn gặp lại.